chấn động. Tiên tri báo trước cực chính xác, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, gặp thời phất mạnh, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, tiền vàng cứ thế ào ào kéo về nhét chật két, trả sạch nợ nần, giàu sang phú quý bám thân, an nhàn hưởng phúc lớn. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích, để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 thân mến, quá khứ từng có lúc tâm của Đinh Tỵ chỉ có đất trời, chỉ nhìn thiên địa, chỉ tin bản thân và chỉ thuận theo bản tâm, bản tính. Cách đây không lâu, có lúc Đinh Tỵ tưởng mọi sự đều đã ổn, an lòng, mình đã đạt được hạn mức tối cao của cuộc đời, rón rén thò một chân ra khỏi dòng an toàn cố hữu, mong thành công trong thành tựu, nghĩ được dựng xây một đời vô tư bên cạnh gia đình mà mình yêu thương. Thời gian trước, từng có lúc Đinh Tỵ cuồng ca một khúc, từng có thời điểm bản mệnh hân hoan trong sự si say, tung bay trong men chiến thắng, rồi cuộc sống không phải là một giấc mơ. Cuộc đời là nơi mà Đinh Tỵ là đạo diễn, nhưng kịch bản lại do mệnh số giao cho, mà kịch bản mệnh số đưa thì thường điền thêm dài ba chương, bi kịch dăm ba dòng khổ đau. Thật ra, tưởng chừng ấy khó khăn đau khổ dành cho Đinh Tỵ có thể khiến bản thân tự lập, nhưng không, công sức nào chả được đền đáp, công vun trồng nào chẳng được thu hái trái ngọt, sau 9 tháng đầu năm vất vả, ngược xuôi. Theo dự ngôn mới nhất, đúng 7 ngày tới sắp tới, người tuổi Đinh Tỵ chính thức đến hồi Thái Lai, bội thu tài lộc, tiền bạc ào ào đổ về nhà, giàu có nhất thiên hạ. Quý bản mệnh tuổi Đinh Tỵ muốn biết cụ thể như thế nào, hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Quý khán giả thân mến, cuộc đời của những người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 có thể được ví như một hành trình dài đầy gian truân và thử thách. Từ khi còn trẻ, họ đã phải đối mặt với không ít khó khăn, thậm chí nhiều khi tưởng chừng như gục ngã giữa những biến động của cuộc đời. Đinh Tỵ sinh ra với bản tính mạnh mẽ, kiên cường và đầy ý chí, nhưng chính vì thế mà cuộc đời lại càng thử thách họ nhiều hơn, buộc họ phải không ngừng chiến đấu. Giai đoạn tuổi trẻ của người tuổi Đinh Tỵ thường không mấy suôn sẻ, họ không ngại khó, ngại khổ, nhưng vì số mệnh không thuận lợi, nên nhiều lúc công việc tài chính hay thậm chí cả tình cảm cũng gặp không ít trắc trở, những vấp ngã trong công việc, những mối quan hệ rạn nứt hay đôi khi là sự thiếu hụt về tài chính, khiến Đinh Tỵ nhiều lần rơi vào cảnh bế tắc. Thế nhưng, người tuổi Đinh Tỵ chưa bao giờ cho phép mình dừng lại, qua mỗi lần vấp ngã, họ lại đứng lên với ý chí mạnh mẽ hơn, sự kiên trì và nhấn mạnh của họ dần dần được đền đáp. Đến giai đoạn trung vận, cuộc sống của Đinh Tỵ bắt đầu có những chuyển biến tích cực hơn, công việc tuy không phải là quá đột phá nhưng đã đi vào ổn định, họ dần có được những thành quả từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, dù đôi khi vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, điều đặc biệt là đến giai đoạn hiện tại, người Đinh Tỵ đã dần hiểu ra một chân lý quan trọng trong cuộc sống: biết đủ sẽ hạnh phúc. Họ đã trải qua nhiều thăng trầm, biết thế nào là đủ để không còn phải đua tranh với đời. Dù có thể không giàu sang, không phải là người có nhiều của cải, nhưng với họ, sự bình yên trong tâm hồn, sức khỏe và những mối quan hệ tốt đẹp mới chính là tài sản vô giá. Khi đã biết đủ, người tuổi Đinh Tỵ nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở việc có nhiều hay ít, mà ở cách họ nhìn nhận cuộc sống. Họ hiểu rằng so với nhiều người khác, họ vẫn còn nhiều may mắn và phước lành, sự an lạc trong tâm hồn, niềm vui từ những điều giản dị hàng ngày cùng với tình yêu thương từ gia đình, bạn bè, đó mới là điều đáng trân quý nhất. Tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 đã trải qua một cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng qua những thử thách ấy, họ đã học được bài học quý giá, biết đủ là hạnh phúc. Giờ đây, họ có thể nhìn lại chặng đường đã qua với niềm tự hào và sự thanh thản, bởi họ đã có đủ đủ để sống, đủ để vui và đủ để yêu thương. Tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 cầm tinh con rắn. Đinh là thuộc quả, Tỵ thuộc quả, mà nạp âm của Đinh Tỵ là hành thổ, cho nên Đinh Tỵ có khá nhiều may mắn trong cuộc sống, hay được quý nhân giúp đỡ. Tuổi Đinh Tỵ cầm tinh con rắn trong 12 con giáp. Rắn là loài động vật tượng trưng cho sự bí ẩn, uy quyền, sức mạnh. Đinh Tỵ là bộ rắn trong đầm thuộc mệnh thổ trong ngũ hành. Người sinh năm Đinh Tỵ thông minh, lanh lợi, khả năng đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, luôn yêu cầu sự tự do và cũng mong muốn có sự tĩnh lặng nhất định. Sự xuất hiện của rắn thường liên quan đến phúc đức,
nên người Đinh Tỵ mang trong người nhiều sự nhạy cảm về tâm linh. Là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi, họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoàn mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tỵ là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất, dễ bị căng thẳng, hay nói cách khác là có thần kinh khá nhạy cảm, rất khó tin tưởng người khác. Nhưng khi đã tin tưởng ai đó thì sẽ hướng một lòng về người đó, đặt sự tín nhiệm, phó thác vào người đó. Điều này khiến Đinh Tỵ rất hay cảm thấy bị tổn thương. Khi xảy ra mâu thuẫn với người thân thì họ là người có khả năng phán đoán và nắm bắt thời cơ, rất giỏi trong việc tận dụng, thay thế để ứng biến với thời cuộc. Đinh Tỵ là bộ lột xác, nên Đinh Tỵ rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, rất biết cách vươn lên trong gian khó. Theo thống kê cho biết, rất nhiều người tuổi Đinh Tỵ trở thành tỷ phú do chăm chỉ làm ăn. Họ là người rất chăm chỉ làm ăn, cộng thêm bản thân là người khéo léo, tinh tế, có khả năng ứng biến trong mọi công việc nên thường có nguồn thu nhập ổn định, kinh doanh thuận lợi. Đinh Tỵ rất cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có gu thẩm mỹ tinh tế. Tuy nhiên, Đinh Tỵ cũng có nhược điểm, đó là sự bảo thủ, kín kẻ, khiến mọi người cảm thấy đề phòng. Mọi bí mật riêng tư của họ đều được giấu kín. Đinh Tỵ lại có chút đa nghi, vì thế mà khiến bạn bè, người yêu thiếu đi cảm giác an toàn. Họ cũng không thích bị người khác khuyên bảo hay giáo huấn, đưa ra nhiều quyết định tiên về cảm tính và không thực sự rõ ràng. Nếu Đinh Tỵ có thể khắc phục được những nhược điểm này thì sẽ ngày càng thành công hơn trong cuộc sống. Trong chuyện tình cảm, đa số tuổi Đinh Tỵ có tình cảm chân thành trong tình yêu. Họ luôn hết mình vì đối phương, họ sẵn sàng hy sinh bản thân để đổi lại niềm vui và hạnh phúc của nửa kia. Tuy nhiên, trong tình yêu, đôi khi Đinh Tỵ có sự ghen tuông mù quáng. Điều này khiến cho mối quan hệ của họ gặp nhiều rắc rối. Đinh Tỵ 1977 là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Họ là người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Đinh Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Ngược lại, họ tích trữ, dành dụm những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Đinh Tỵ có tinh thần ham học hỏi, họ có thể thu thập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Người này thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Họ có sở thích, thói quen đọc sách, báo ở những nơi yên tĩnh, không bao giờ tiết lộ những bí mật cá nhân của mình cho mọi người biết. Bởi vậy, tính cách của Đinh Tỵ vẫn là một điều bí ẩn, ít ai có thể thấu hiểu. Đinh Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác. Nếu có gặp túng thiếu phải đi vay mượn, dù có khó khăn thế nào, họ cũng sẽ tìm cách trả những món nợ đó. Những người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Đinh Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc. Bởi vậy, cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, Đinh Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Đinh Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, hơi hướng nội tâm, ít nói, không dễ nóng giận, thường suy nghĩ rất kỹ trước khi hành động, được liệt vào hàng ngũ những người có đầu óc. Họ hiểu rất rõ về bản thân mình, biết mình yếu ở đâu, mạnh ở điểm nào. Họ đề cao đời sống tinh thần, giá trị khách quan rất cao và khả năng phán đoán, dự đoán tương lai khá tốt. Đinh Tỵ nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành, họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn. Họ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Đinh Tỵ không thích xen vào chuyện riêng của người khác, cũng không thích ai làm phiền đến cuộc sống của mình. Họ rất ít khi có thái độ nổi nóng. Nhưng nếu có ai đó cố tình cản trở đường đi của mình, thì họ sẽ sẵn sàng dùng nọc độc của mình để hạ gục kẻ thù. Họ là những người thích triết lý, luôn tuân thủ những quy tắc, chuẩn mực của xã hội. Những người tuổi Đinh Tỵ thường là những người có nhiều ham muốn, tham vọng khá cao. Tuy nhiên, trong công việc, họ lại chẳng bao giờ kiên định với những gì mình đã chọn lựa, thường bỏ giữa chừng hoặc làm không tới cùng. Mặc dù người tuổi này đều là những người biết nhìn xa, trông rộng, có khả năng tư duy nhanh nhạy, tính toán hơn người, nhưng nhược điểm là hay bỏ giữa chừng. Do đó,
cuộc sống của người tuổi này khá lận đận, chỉ đủ ăn, đủ tiêu, khó có thể trở nên giàu có. Như chúng ta đều biết, rắn là loài động vật biết cách quan sát và chờ đợi. Do đó, những người tuổi Đinh Tỵ thuộc tuýp người không bốc đồng. Họ rất kín đáo và bí ẩn, bởi tính cách của họ vô cùng bình tĩnh, nên khi xảy ra mâu thuẫn, họ sẽ chọn cách im lặng, sau đó tìm cách giải quyết. Hơn nữa, người tuổi Đinh Tỵ có một bộ óc luôn phân tích, giúp cho họ có được sự tinh tế, cẩn trọng và khả năng phán đoán đúng đắn để tìm ra nguyên nhân cho từng vấn đề. Đặc biệt, trong mối quan hệ với mọi người, tuổi Đinh Tỵ ưa thích chiếm hữu và yêu cầu người khác rất cao trong mối quan hệ với bạn bè. Họ vẫn giữ thái độ thiếu tin tưởng ở một mức độ nhất định. Cụ thể, họ không tha thứ cho người nào đến muộn hay lỡ hẹn. Họ rất dễ bị kích động. Thay vì mỉa mai, cãi giả nặng lời, thì họ chọn cách biểu thị sự không hài lòng qua vẻ bề ngoài lạnh lùng. Đây là người bình tĩnh, có khả năng kiềm chế cảm xúc, cũng tài hoa hơn người. Có ý chí kiên định và tinh thần phấn đấu không mệt mỏi. Họ không bao giờ khoe khoang tài năng của mình mà lặng lẽ tiến hành như kế hoạch, âm thầm tiến về phía trước. Nam mệnh tuổi Đinh Tỵ thường mạnh mẽ, là trụ cột vững chắc trong gia đình. Họ chung tình, quan tâm và yêu thương vợ con hết mực. Trong tình yêu, họ rất lãng mạn. Cho dù bận rộn với công việc, nhưng đàn ông tuổi Đinh Tỵ luôn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để dành thời gian cho gia đình thân yêu. Nữ mệnh tuổi Đinh Tỵ vừa có nét đẹp dịu dàng, đoan trang, truyền thống, nhưng cũng rất năng động và mạnh mẽ. Họ cuốn hút đối phương nhờ vẻ ngoài quyến rũ và quyền lực. Họ đảm đang trong việc nhà, luôn dành sự yêu thương và quan tâm chồng con hết mực. Khi xảy ra mâu thuẫn, phụ nữ tuổi Đinh Tỵ thường nhẫn nhịn chịu thiệt về mình để giữ hòa khí trong gia đình. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, đúng 7 ngày tới 2024. Đúng 7 ngày tới này, những người tuổi Đinh Tỵ bước vào một giai đoạn có nhiều thử thách lớn, khi ngôi sao tương xung làm khuấy động cả công việc lẫn tình cảm. Mọi thứ dường như không còn suôn sẻ như mong đợi, đôi khi những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ bé lại bùng lên thành những cuộc tranh cãi không hồi kết, chỉ vì bản mệnh có xu hướng khẳng định kế tôi quá mức. Bạn đang bước qua một giai đoạn mà sự nóng nảy, hiếu thắng dường như lấn át đi sự tỉnh táo, khiến mối quan hệ xung quanh dễ bị tổn thương, công việc và sự nghiệp cũng không thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực. Nguyệt lệnh mộc dục chỉ ra rằng, sự bất ổn trong công việc xuất phát phần lớn từ chính bạn, tâm trạng bấp bênh. Sự mất tập trung vào những quyết định vội vàng, thiếu sáng suốt là nguyên nhân chính khiến công việc trở nên khó khăn. Đôi khi, bạn đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc đối tác không chân thật, nhưng thực tế nguyên nhân chủ yếu nằm ở sự thiếu cân nhắc trong suy nghĩ của chính bạn. Điều này nhắc nhở bạn cần bình tĩnh hơn, đừng để cảm xúc nhất thời chi phối các quyết định quan trọng. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở công việc, sự phù phiếm trong suy nghĩ của bạn cũng dẫn đến một loạt những hệ quả về tài chính. Nguyệt lệnh mộc dục không chỉ ảnh hưởng đến công việc, mà còn thúc đẩy bạn mua sắm quá đà, chi tiêu cho những món đồ không thực sự cần thiết chỉ để thỏa mãn cái tôi hoặc khoe khoang trên mạng xã hội. Hãy thử suy ngẫm xem liệu những vật chất ấy có thực sự mang lại hạnh phúc bền vững hay chỉ là niềm vui ngắn ngủi. Đáng tiếc thay, với sự tác động của sao đại hao, chi tiêu của bạn càng tăng cao một cách không kiểm soát. Những khoản chi nhỏ lẻ dần dần tích lũy thành số tiền lớn khiến bạn cảm thấy choáng ngợp. Ban đầu, bạn có thể nghĩ rằng mình dư dả, nhưng khi nửa tháng trôi qua, bạn sẽ nhận ra tiền bạc đã rơi đi rất nhiều. Thương quan cũng cảnh báo rằng, không chỉ tài chính bị ảnh hưởng mà lời nói của bạn cũng có thể gây ra tổn thương không đáng có cho người khác. Đôi khi những câu nói vô ý tưởng chừng vô hại lại làm tổn thương những người thân yêu bên cạnh. Về tình cảm, thời điểm này không phải là thời điểm lý tưởng cho các mối quan hệ tình yêu đôi lứa của tuổi Đinh Tỵ. Ngũ hành xung khắc càng làm tăng thêm căng thẳng trong các mối quan hệ. Bạn có thể cảm thấy mình luôn phải giải quyết các xung đột, thậm chí phải đấu tranh để bảo vệ quan điểm của mình. Tuy nhiên, nếu không biết cách dung hòa, rất có thể bạn sẽ tự đẩy mình vào ngõ cụt, nơi những lời hối tiếc sẽ đến. Khi mọi thứ đã quá muộn trong giai đoạn này, hãy học cách lắng nghe nhiều hơn. Đừng chỉ chăm chăm vào việc khẳng định cái tôi, mà quên đi giá trị của sự thấu hiểu và nhẫn nhịn. Tâm thế bình tĩnh, cởi mở sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn và tránh được những vấp ngã không đáng có. Đây là lúc bạn cần soi lại bản thân, học cách khiêm nhường để không chỉ giữ vững công việc tài chính mà còn bảo vệ mối quan hệ với những người xung quanh.
Đúng 7 ngày tới của tuổi Đinh Tỵ là một thời điểm đầy thách thức. Bạn cần kiểm soát cảm xúc, lắng nghe nhiều hơn và tránh những quyết định vội vàng. Sự nhẫn nại và tỉnh táo sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn hiện tại, tránh được những sai lầm không đáng có trong cuộc sống lẫn công việc. Và tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải dẫn trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới này, những người tuổi Đinh Tỵ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách trong con đường sự nghiệp. Hình ảnh bạn bận rộn với công việc, lúc nào cũng ôm đồm đủ mọi thứ có thể khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ, nhưng sự thật đằng sau là một câu chuyện đầy áp lực và căng thẳng khi thương quan xuất hiện. Nó mang theo những cản trở, những xáo trộn không ngừng khiến công việc của bạn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Điều đáng buồn hơn, dù công sức bạn bỏ ra là rất nhiều nhưng dường như không ai thực sự ghi nhận, dẫn đến cảm giác hụt hẫng và chán nản. Một trong những bài học mà thời điểm này mang đến cho bạn chính là sự cần thiết của việc chia sẻ và phân chia công việc. Đôi khi việc tự mình ôm đồm mọi thứ không chỉ làm tăng thêm gánh nặng mà còn làm giảm đi hiệu quả công việc. Thay vì cố gắng kiểm soát mọi khía cạnh, hãy học cách tin tưởng và giao phó cho những người xung quanh. Mỗi người đều có khả năng riêng. Nếu bạn biết cách phân công và hợp tác, mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bạn sẽ thấy rằng khi mọi người đều cùng chung tay gánh vác, bạn không chỉ giảm được áp lực mà còn tạo ra sự gắn kết, đoàn kết trong công việc. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là con đường sự nghiệp của bạn thời điểm này chỉ toàn là trắc trở. Thương quan chỉ gây ra khó khăn nếu bạn để cảm xúc và sự cứng nhắc lấn át. Nếu bạn biết cách điều chỉnh cách ứng xử, tạo dựng niềm tin với những người xung quanh thì không có gì phải lo lắng. Sự nghiệp của bạn trong tương lai sẽ rực rỡ, chỉ cần bạn biết cách xử lý khéo léo các mối quan hệ hiện tại. Điều bạn cần nhớ trong thời điểm này là giữ sự mềm mỏng và biết lắng nghe. Thay vì ép buộc mọi người làm theo ý mình, hãy học cách tiếp thu ý kiến, cảm nhận từ những người đồng hành. Sự cứng nhắc trong tư duy chỉ khiến mối quan hệ công việc trở nên căng thẳng hơn, dễ dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Còn nếu bạn mở lòng hơn, sẵn sàng chia sẻ và đồng cảm với người khác, bạn sẽ thấy mọi việc dần trở nên dễ dàng và suôn sẻ hơn. Về lâu dài, cách bạn đối xử và hợp tác với mọi người xung quanh sẽ quyết định thành bại của sự nghiệp trong giai đoạn này. Niềm tin vào sự hỗ trợ lẫn nhau là những yếu tố quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của cả bạn và những người đồng hành. Thay vì tập trung vào những khó khăn hiện tại, hãy nhìn xa hơn về tương lai và chuẩn bị cho những bước tiến dài hạn. Hãy nhớ rằng khó khăn chỉ là tạm thời, nhưng niềm tin và sự đoàn kết sẽ dẫn bạn đến thành công lâu dài. Đối với người tuổi Đinh Tỵ, đúng 7 ngày tới này có thể không dễ dàng, nhưng lại là cơ hội quý báu để bạn học hỏi và trưởng thành hơn. Hãy tận dụng những thách thức để rèn luyện bản thân, để từ đó bạn sẽ không chỉ vượt qua khó khăn mà còn xây dựng được những mối quan hệ đáng tin cậy, giúp bạn vững bước trên con đường sự nghiệp trong tương lai. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, đúng 7 ngày tới. Bước vào đúng 7 ngày tới, người tuổi Đinh Tỵ sẽ phải đối mặt với một thử thách lớn về tài lộc. Dù tháng trước bạn đã có những dấu hiệu tài chính sáng lạng, nhưng tiếc thay, bạn lại không biết tận dụng cơ hội này để phát triển thêm, mà ngược lại lại bị cuốn vào việc tiêu xài, mua sắm. Bạn đã dành quá nhiều thời gian cho những nhu cầu về vật chất, trưng diện bản thân thay vì tập trung vào việc củng cố nguồn thu nhập. Có một câu nói rằng, kiếm tiền đã khó nhưng giữ tiền còn khó hơn. Đây chính là bài học mà thời điểm này nhắc nhở tuổi Đinh Tỵ. Mặc dù bạn hoàn toàn xứng đáng với những khoảng thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống, nhưng thời điểm hiện tại chưa phải lúc thích hợp cho những chuyến đi xa xỉ hay những quyết định tiêu tiền lớn. Những khoản tiền bạn vừa kiếm được từ việc kinh doanh, đáng lẽ ra cần được tái đầu tư hoặc ít nhất là được tiết kiệm để chuẩn bị cho tương lai, thì bạn lại vô tình dùng trúng vào những thú vui ngắn hạn. Điều này không chỉ khiến tài chính của bạn bị hao hụt, mà còn cản trở quá trình đạt được mục tiêu dài hạn trong sự nghiệp. Thời gian này, thay vì để sự tiêu xài làm phân tâm, bạn cần một kế hoạch cụ thể và dài hạn cho việc quản lý tài chính. Kế hoạch chi tiêu không chỉ giúp bạn giữ được sự ổn định, mà còn giúp định hướng rõ ràng con đường tài lộc trong thời gian tới. Việc lập ra một khoản tiết kiệm nhỏ từ những đồng tiền khó nhọc kiếm được không chỉ giúp bạn cảm thấy an tâm hơn mà còn là cách để bạn chuẩn bị cho những dự định lớn lao trong tương lai. Tuy nhiên,
Điều này không có nghĩa bạn không nên dành cho mình một chút phần thưởng sau những nỗ lực, thưởng cho bản thân sau những tháng ngày làm việc chăm chỉ là điều hoàn toàn chính đáng. Nhưng hãy nhớ, phần thưởng đó nên phù hợp với khả năng tài chính hiện tại và không khiến bạn mất cân đối tài chính. Điều quan trọng nhất là bạn cần giữ được sự tập trung vào mục tiêu kiếm tiền lâu dài. Việc dung tay quá tráng dù chỉ một lần cũng có thể làm giảm đi động lực của bạn trong quá trình chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Tài chính hiện tại của bạn đang đi vào nề nếp và có dấu hiệu ổn định, nhưng sự ổn định đó chỉ là tạm thời nếu bạn không biết cách quản lý tốt. Đúng 7 ngày tới này là giai đoạn bạn cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa, cật lực hơn nữa nếu muốn hiện thực hóa những ước mơ về kinh doanh cá nhân. Đây là lúc để bạn khai thác tối đa các cơ hội kiếm tiền, tránh những chi tiêu không cần thiết và duy trì sự kiên trì trong công việc. Nhìn chung, đúng 7 ngày tới này mang đến cho tuổi Đinh Tỵ một bài học lớn về tài lộc. Kiếm tiền không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực mà còn cần sự khôn ngoan trong việc giữ gìn và phát triển tài sản. Hãy biết trân trọng những đồng tiền mình kiếm được, đừng để những chi tiêu phù phiếm khiến bạn đi chệch hướng khỏi mục tiêu dài hạn. Tiếp tục kiên định, chăm chỉ và biết cách quản lý tài chính một cách thông minh, thành công chắc chắn sẽ đến với bạn trong tương lai gần. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, đúng 7 ngày tới. Bước vào 7 ngày tới, những khía cạnh tình cảm của người tuổi Đinh Tỵ đang trải qua nhiều cung bậc phức tạp và có phần mâu thuẫn. Với những ai còn độc thân, bạn có thể cảm nhận rằng chuyện tình duyên vẫn chưa thực sự diễn ra theo mong muốn. Lý do có thể xuất phát từ chính bản thân bạn. Có lẽ bạn đã đặt ra những tiêu chuẩn quá cao, đôi khi vượt xa thực tế khiến cho người khác khó tiếp cận. Điều này làm bạn cảm thấy cô đơn và xa cách, mặc dù bản thân cũng mong mỏi tình yêu. Thời điểm này tử vi khuyên rằng, thay vì tiếp tục tìm kiếm một ai đó hoàn hảo, hãy tập trung vào việc cải thiện chính mình trở nên linh hoạt và mềm mỏng hơn. Tình yêu là sự tương tác giữa hai người và sự cởi mở sẽ giúp bạn tạo ra nhiều cơ hội tốt hơn cho con đường tình cảm của mình. Hãy cho mình và người khác một cơ hội để hiểu và gần gũi hơn. Thay vì cố gắng tìm kiếm một hình mẫu lý tưởng không tồn tại, khi bạn thay đổi cách nhìn và mở lòng hơn, tình yêu sẽ tự nhiên tìm đến. Đối với những người đã kết hôn hoặc đang trong một mối quan hệ, sự ảnh hưởng của tương xung trong thời điểm này có thể gây ra những căng thẳng không đáng có. Vợ chồng hay đối tác trong tình yêu không còn đồng lòng như trước, mỗi người đều muốn bảo vệ ý kiến của mình và cho rằng mình đúng. Điều này dẫn đến những bất đồng và khó khăn trong việc thống nhất các quyết định quan trọng. Thật ra, sự mâu thuẫn không phải là dấu hiệu xấu, mà nó cho thấy mỗi người đều có quan điểm riêng và mong muốn được lắng nghe. Tuy nhiên, cách mà bạn xử lý mâu thuẫn mới là điều quan trọng khi tranh cãi xảy ra. Thay vì cố chấp giữ lấy cái tôi, hãy xem đó là cơ hội để hiểu rõ hơn về người bạn đời của mình. Lắng nghe không chỉ là một kỹ năng giao tiếp, mà còn là cách để bạn xây dựng sự thấu hiểu và gắn kết trong mối quan hệ. Hãy cố gắng thấu hiểu suy nghĩ, cảm xúc của đối phương và bạn sẽ thấy rằng, dù hai người có khác biệt thế nào, tình yêu vẫn có thể được nuôi dưỡng từ sự đồng cảm trong mọi tình huống. Sự kiên nhẫn sẽ là chìa khóa để giữ vững mối quan hệ. Có những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, muốn buông tay, nhưng nếu cả hai cùng nhau nhìn lại và nhận ra rằng hai người không phải là đối thủ, mà là cùng một đội với mục tiêu chung là hạnh phúc và vui vẻ, thì mọi khó khăn sẽ dần được giải quyết. Tình yêu không phải là cuộc chiến để tìm ra người đúng, mà là một hành trình để cả hai cùng hoàn thiện và cùng bước đi bên nhau. Đừng quên rằng, hạnh phúc trong tình yêu đến từ sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Khi cả hai cùng chia sẻ những khó khăn, niềm vui và mục tiêu chung, tình yêu sẽ trở nên bền vững hơn. Đúng 7 ngày tới này là thời gian để bạn và người ấy điều chỉnh lại thái độ, cách hành xử, từ đó tạo dựng một mối quan hệ hài hòa và viên mãn hơn. Tử vi đúng 7 ngày tới này nhắc nhở tuổi Đinh Tỵ rằng, dù là độc thân hay đã có gia đình, tình yêu luôn cần sự bao dung và kiên nhẫn. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để làm mới mối quan hệ, mở rộng lòng mình và đón nhận những điều tốt đẹp hơn trong tình cảm. Khi bạn biết cách lắng nghe và sẻ chia, tình yêu sẽ luôn tìm thấy con đường để trở về. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới, tuổi Đinh Tỵ nên chú ý đến sức khỏe của mình hơn bao giờ hết. Sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất mà chúng ta có. Nhưng tiếc rằng nhiều người lại phung phí nó trong những cuộc vui không có hồi kết, những buổi tiệc tùng thâu đêm, những lần hòa mình vào chốn ăn chơi. Chuyện là không chỉ là mất đi thời gian và tiền bạc mà còn làm hao mòn sức khỏe của bạn.
Dẫu những phút giây ấy có thể mang lại chút niềm vui tạm thời, nhưng bạn hãy tự hỏi rằng liệu có thực sự đáng đánh đổi tương lai và cuộc đời dài lâu của mình để rồi chìm đắm trong những giây phút hưng phấn ngắn ngủi đó. Đối với những người tuổi Đinh Tỵ đang bận rộn với công việc, sự nghiệp, càng cần phải biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Bạn đang dùng sức lực, sự cống hiến của mình để đổi lấy tiền tài, nhưng hãy nhớ rằng khi sức khỏe đã suy yếu, không phải lúc nào tiền cũng có thể mua lại được sức khỏe đã mất. Làm việc chăm chỉ là điều đáng quý, nhưng đừng để bản thân rơi vào tình trạng quá sức mà quên đi việc chăm sóc cho cơ thể. Đôi khi chỉ một lần bỏ qua những dấu hiệu mệt mỏi của cơ thể cũng có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Sao Lục Bạch đang ngự tại Trung Cung trong thời điểm này nhắc nhở tuổi Đinh Tỵ về sự thận trọng trong việc di chuyển, đặc biệt là những chuyến đi xa. Đừng chỉ vì vội vã mà quên đi sự an toàn của mình. Nếu bạn phải đi lại nhiều, hãy đảm bảo rằng mình luôn giữ tâm lý tỉnh táo và chuẩn bị kỹ lưỡng, bởi chỉ một phút lơ là cũng có thể gây ra những sự cố không mong muốn. Thời điểm này, tuổi Đinh Tỵ nên hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm hoặc những chuyến đi xa không cần thiết. Nhìn chung, thời điểm này yêu cầu tuổi Đinh Tỵ đặc biệt chú ý đến các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Bạn có thể phải chờ ra một khoản không nhỏ cho việc khám bệnh hoặc điều trị, và điều này cũng gây ra không ít lo lắng. Tuy nhiên, hãy coi đây là một khoản đầu tư cần thiết cho tương lai lâu dài của bạn. Sức khỏe chính là nền tảng để bạn có thể tiếp tục xây dựng cuộc sống, phát triển sự nghiệp và tận hưởng những niềm vui khác trong đời. Ngoài ra, thời điểm này cũng khuyến khích bạn tìm đến những hoạt động giúp cân bằng lại thể chất và tinh thần, chẳng hạn như thiền hay đơn giản là những chuyến đi dạo nhẹ nhàng. Đừng quên lắng nghe cơ thể mình, bởi một cơ thể khỏe mạnh sẽ luôn là nền tảng vững chắc để bạn đối mặt với mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Như một câu nói trong Phật giáo, kết thân là con thuyền trở đạo, nếu thân không vững thì con đường tu tập, làm việc cũng trở nên khó khăn. Đúng 7 ngày tới này không chỉ là thời gian để bạn nhìn lại và chăm sóc sức khỏe, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về việc biết trân quý những gì bạn đang có. Hãy biết chăm sóc bản thân mình trước khi quá muộn, bởi sức khỏe chính là nền tảng của mọi thành công. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết đúng 7 ngày tới 2024 của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp quý bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Bước vào thời điểm này, người tuổi Đinh Tỵ sẽ cảm nhận được sự chuyển biến mạnh mẽ trong cuộc sống, sự tương xung và ảnh hưởng của các sao không mấy thuận lợi, có thể mang đến một vài thử thách ngay từ những ngày đầu về công việc. Bạn có thể sẽ cảm thấy mình đang chịu nhiều áp lực, những kế hoạch đặt ra không diễn ra suôn sẻ như mong muốn, thậm chí có những việc đột ngột thay đổi khiến bạn phải điều chỉnh ngay lập tức. Trong những ngày này, thương quan xuất hiện gây ra những rắc rối và xáo trộn. Điều này có thể đến từ việc giao tiếp không khéo léo, dễ làm mất lòng người khác. Bạn cần thận trọng hơn trong các quyết định và lời nói của mình để tránh những xung đột không đáng có. Tình cảm giữa bạn và đối phương cũng có thể gặp một số trục trặc, vì cả hai dễ mất đi sự kiên nhẫn và lắng nghe lẫn nhau. Nếu bạn biết cách giảm bớt cái tôi và nhường nhịn, tình hình sẽ được cải thiện đáng kể. Tài chính trong thời điểm này không thực sự khởi sắc, bởi vì những khoản chi bất ngờ có thể xuất hiện khiến bạn cảm thấy không thoải mái trong việc kiểm soát tài chính. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra những quyết định liên quan đến tiền bạc, đặc biệt là các khoản chi tiêu không thực sự cần thiết. Sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ trong thời điểm này cần được chú ý, đặc biệt là vấn đề về giấc ngủ. Những lo âu trong công việc và cuộc sống có thể khiến bạn khó ngủ hoặc giấc ngủ không sâu. Đừng quên dành thời gian thư giãn và nghỉ ngơi đúng cách, nếu không sẽ ảnh hưởng lâu dài đến tinh thần và thể chất của bạn. Tiếp theo là tử vi từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Tuổi Đinh Tỵ sẽ cảm thấy nhịp sống trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Những khó khăn từ trước đó cũng đã có cơ hội được giải quyết. Những điều này đòi hỏi bạn phải tiếp tục duy trì sự kiên nhẫn và tập trung trong công việc. Sự giúp đỡ từ đồng nghiệp hoặc người thân có thể giúp bạn vượt qua những thử thách. Tuy nhiên, bạn cần cẩn thận trong việc phân chia trách nhiệm, tránh ôm đồm quá nhiều việc khiến bản thân bị quá tải. Về mặt tình cảm, thời điểm này có nhiều cơ hội để hàn gắn những rạn nứt. Các cặp đôi có thể sẽ có cơ hội ngồi lại và giải quyết những mâu thuẫn nếu biết cách chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau.
Đối với những ai đang độc thân, đừng quá vội vàng tìm kiếm tình yêu. Hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên và hãy sẵn sàng đón nhận khi cơ hội đến. Tài chính trong những ngày này vẫn cần được kiểm soát chặt chẽ. Mặc dù có một số nguồn thu nhập mới, nhưng bạn vẫn nên tiết kiệm và lên kế hoạch dài hạn cho tương lai. Đặc biệt, không nên chi tiêu quá đà cho những thú vui nhất thời. Sức khỏe của bạn trong những ngày này tương đối ổn định, nhưng bạn vẫn nên chú ý đến việc tập thể dục đều đặn để giữ gìn thể lực. Một chế độ ăn uống lành mạnh cùng thời gian nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp bạn có khoảng thời gian làm việc hiệu quả hơn. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống, mỗi người đều trải qua những thăng trầm, những vui buồn và những thử thách. Trong bối cảnh bộn bề ấy, triết lý sống theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn trở thành một kim chỉ nam quý giá, giúp con người vượt qua khó khăn, tìm thấy ý nghĩa và bình an trong tâm hồn. Tìm kiếm sự thật. Chân hay sự chân thật chính là nền tảng đầu tiên trong triết lý này. Khi chúng ta sống chân thật không chỉ với bản thân mà còn với mọi người xung quanh, chúng ta đang xây dựng một nền tảng vững chắc cho các mối quan hệ và sự phát triển cá nhân. Sống chân thật giúp ta không phải giả dối, không phải che đậy và cũng không phải sống trong sự sợ hãi. Tìm kiếm sự thật không chỉ đơn thuần là nói ra sự thật, mà còn là việc hiểu rõ bản thân. Điều này có nghĩa là ta phải đối diện với những cảm xúc, những yếu điểm của mình mà không hề né tránh. Khi chấp nhận những điều không hoàn hảo trong chính mình, ta sẽ học được cách yêu thương và thông cảm với bản thân. Sự chân thật trong chính mình sẽ mở ra con đường dẫn đến sự tự do, tự tại và hạnh phúc. Hai là nhẫn, kiên nhẫn và tha thứ. Nhẫn hay kiên nhẫn chính là một phẩm hạnh cần thiết trong cuộc sống. Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường cảm thấy áp lực và căng thẳng. Những khó khăn, thử thách không ngừng đổ về khiến ta dễ nản lòng. Tuy nhiên, khi chúng ta thực hành nhẫn, chúng ta sẽ học được cách kiên nhẫn chờ đợi, vượt qua những khó khăn mà không mất đi lòng tin vào bản thân và cuộc sống. Kiên nhẫn không chỉ là chờ đợi mà còn là khả năng chịu đựng những nỗi đau, những cảm xúc tiêu cực. Điều này có nghĩa là ta không chỉ cần nhẫn nhịn khi gặp khó khăn, mà còn cần tha thứ cho những người đã làm tổn thương ta. Tha thứ không có nghĩa là quên đi mà là giải phóng bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực, để ta có thể tiến về phía trước với trái tim nhẹ nhàng hơn. Ba là thiện, yêu thương và chia sẻ sau khi tìm kiếm chân lý. Điều tiếp theo cần làm là thực hành thiện, tức là yêu thương và lòng tốt. Thiện không chỉ là một từ ngữ mà là một hành động, một thái độ sống. Khi ta đối xử tốt với người khác, chúng ta không chỉ mang lại hạnh phúc cho họ mà còn cho chính mình. Hành động tốt đẹp, dù là nhỏ bé, cũng có thể tạo ra những làn sóng tích cực trong cộng đồng. Sống thiện lương là biết sẻ chia, giúp đỡ người khác mà không cần điều kiện. Những hành động này có thể là giúp đỡ người gặp khó khăn, tình nguyện tham gia các hoạt động cộng đồng hoặc đơn giản chỉ là một nụ cười với người xung quanh. Tình yêu thương và sự đồng cảm sẽ lan tỏa, tạo dựng một môi trường sống tích cực, nơi mọi người có thể cùng nhau phát triển. 4. Ứng dụng triết lý trong cuộc sống hàng ngày. Khi áp dụng triết lý chân, thiện, nhẫn vào cuộc sống hàng ngày, mỗi người sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực bằng cách sống chân thật. Ta tạo ra mối quan hệ đáng tin cậy và bền vững với những người xung quanh. Khi thực hành lòng tốt, ta không chỉ làm cho thế giới trở nên tươi đẹp hơn mà còn mang lại niềm vui cho chính mình. Cuối cùng, khi học được cách kiên nhẫn và tha thứ, ta sẽ tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và có khả năng vượt qua mọi sóng gió cuộc đời. 5. Tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Cuộc sống không chỉ đơn thuần là những gì diễn ra hàng ngày, nó là hành trình mà mỗi chúng ta cần tìm kiếm ý nghĩa và giá trị riêng. Triết lý chân, thiện, nhẫn giúp ta định hình cái nhìn của mình về cuộc sống, để nhận ra rằng mỗi thử thách, mỗi niềm vui hay nỗi buồn đều mang một bài học quý giá. Những bài học này không chỉ làm giàu thêm trải nghiệm của bản thân mà còn giúp ta phát triển thành những con người tốt đẹp hơn. Trong một xã hội đầy biến động, việc giữ vững các giá trị chân, thiện, nhẫn trở thành điều cần thiết để mỗi người có thể đứng vững, phát triển và đóng góp tích cực cho xã hội. Hãy nhớ rằng, sống theo triết lý này không chỉ làm cho cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa hơn, mà còn có khả năng tạo ra những thay đổi tích cực cho thế giới xung quanh bạn. Hãy để chân, thiện, nhẫn trở thành ánh sáng dẫn đường cho cuộc sống của bạn, mang lại hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu.
để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 7 ngày tới năm 2024 âm lịch này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.